tạm gác lại những công việc thường nhật và bước lên du thuyền sang trọng, cùng hòa mình vào nơi được mệnh danh là thiên đường trên biển. Đây là một trong những trải nghiệm đang nhận được sự quan tâm của nhiều du khách khi đến Vịnh Hạ Long. Với kiến trúc sang trọng, kết hợp nét đẹp của phương Đông cổ truyền và phương Tây hiện đại, những chiếc du thuyền hiện lên đầy nổi bật giữa thiên nhiên Hạ Long. Tại đây, mỗi tour du lịch bằng du thuyền sẽ đưa du khách lần lượt ghé thăm các hang động như hang Trinh Nữ, hang Sửng Sốt và tất nhiên không thể thiếu hòn Trống Mái nổi tiếng. Không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, tour du lịch còn có nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn như câu mực đêm, tắm biển và chèo thuyền kayak. Đặc biệt, du khách có thể thưởng thức hàng trăm món ăn hấp dẫn, tận hưởng giấc ngủ bên cạnh tiếng sóng vỗ hay tập dưỡng sinh đón bình minh ngay trên du thuyền. Với mình thì tour du lịch này khá là thú vị vì mình không, thứ nhất là không phải là chỉ được ở du thuyền mà còn ở những hang động mà mình được tham quan và những trải nghiệm, ví dụ như là được chèo thuyền kayak lần đầu tiên. Do là dịch vừa mới kết thúc nên ban quản lý Vịnh Hạ Long có rất nhiều chính sách để mở cửa đón khách nội địa. Vậy nên rất nhiều khách với điều kiện trung bình cũng có thể đi tham quan Vịnh Hạ Long. Thông thường, mỗi tour du lịch trên du thuyền có giá dao động từ khoảng 2 triệu cho đến 3 triệu đồng trên một người và sẽ kéo dài trong 2 ngày một đêm hoặc nhiều hơn, tùy nhu cầu của du khách. Khởi động mùa hè với tour du lịch Hạ Long trên du thuyền hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm tuyệt vời, phù hợp với bối cảnh hiện nay và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.